Xin chào các bạn, mình là MC Sở Nguyên. Hôm nay chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của series Nhân chứng sống. Trước khi bắt đầu câu chuyện, mình xin gửi lời chúc mừng Ngày thầy thuốc Việt Nam 27 tháng 2. Và mình xin gửi những lời chúc tốt đẹp nhất tới các y bác sĩ. Những câu chuyện của ngày hôm nay cũng sẽ liên quan tới công việc của họ. Câu chuyện đầu tiên của một bạn có Facebook là Ngọc Nguyễn. Chuyện được kể vào tháng 9 năm 2021. Năm 2013, mình có học điều dưỡng ra trường và đi làm được 3 năm. Hiện tại thì mình đang công tác tại quê mình là Biên Hòa Đồng Nai. Trước đó, lúc còn học ở Sài Gòn, từ lúc học năm 3 đại học, mình đã bắt đầu được làm quen với môi trường bệnh viện đầu tiên chỉ là đi kiến tập tức là chỉ được nhìn quan sát là chủ yếu bọn mình được chia nhóm phân thành nhiều nhóm đến từng khoa chủ yếu là các khoa trại lần đó mình được phân đến khoa cấp cứu nên được người quản nhóm là chị điều dưỡng trưởng khoa đó cho đi cả ban đêm vì chị nói đi ban đêm mới có nhiều thứ để nói hơn một tuần đầu trôi qua khá ổn cũng chẳng có vấn đề gì Ngoài việc mình thường xuyên thấy lạnh sống lưng Biết bản thân mình nhẹ vía Nhưng nghĩ là môi trường bệnh viện Nên chắc chắn dễ thấy lạnh Nên mình cũng bơ đi cái cảm xúc của mình Cho đến khi một buổi Đang nằm ngủ Bình thường thì 2 giờ đến 4 giờ là phải dậy Mình hôm đấy thì ngủ ở trong kho Chứ giường ghế thì bị hư vẹo Vì bọn mình sinh viên Đi không có chỗ cho bọn mình ngủ Ai từng đi theo nghỉ y Và đi thực tập bệnh viện sẽ biết Thế thì trong giấc ngủ, mình nằm mơ thấy có một chị điều dưỡng mặc đồ như tác phong đang làm việc, đeo khẩu trang. Chị đó lại lay mình, lay lay cái chân mình rồi nói: "Ngọc, Ngọc ơi, dậy phụ chị ghi hồ sơ." Dậy. Rõ ràng là chị ấy gọi đúng tên mình. Mình giật bắn người dậy, nhìn xung quanh thấy mấy bạn chung nhóm đang ngủ say sưa. Mình nằm xuống ngủ tiếp. Toàn thân lúc đấy lạnh buốt Cảm nhận lạnh nhất là từ cái chân mà bị chị đó lay Mình sau đó mệt quá nên tiếp tục ngủ Đang mơ màng thì lại gặp lại cái chị đó Lần này chị ấy nắm tay mình kéo đi Và luôn miệng nói Còn nhiều thứ phải làm lắm Dậy đi em Nhanh lên không kịp nữa Nhanh Lần này thì mình bị giật mình lần hai Mình cảm thấy là chịu hết nổi rồi Trong lòng cứ buồn chồn khó chịu Sợ thì không sợ, nhưng cảm giác như mình chưa xong việc mà đi nằm ấy. Mình dậy đi giao khoa thì đã hơn 3 giờ sáng. Mình ngồi thù lù một góc ở chỗ bàn làm hồ sơ. Có cái rèm kéo qua ngăn với giường bệnh nhân đang nằm. Đột nhiên, có một chị điều dưỡng tên là Thanh đi vào. Chị ấy lùa rèm qua, nhìn vào một cái rồi chị ấy hét lên. Ôi trời ơi! Khi mình quay mặt lại thì chị ấy mới ôm ngực. Kiểu như chị ấy sợ lắm Hình như mình làm chị ấy giật mình Nên chị ấy hơi cáu Chị ấy gằn giọng Giờ này được ngủ thì không ngủ đi Em ngồi kiểu này có ngày là chị đứng tim đấy Mình thì xin lỗi rồi đáp Em nằm ngủ Nhưng mà cứ mơ thấy có chị Cứ kêu em dậy hoài Nên em không ngủ được nữa Bỗng nhiên Chị Thanh kéo ghế ngồi sát lại mình Chị ấy gặng hỏi Cái gì cơ? em thấy sao em kể lại cho chị nghe xem nào sau một hồi mình kể hết đầu đuôi thì nhìn thấy mặt chị thanh xanh mét cả đi nhưng mắt thì lại rừng rừng chị ấy dịu giọng lại với mình kêu với mình là thôi được rồi ngồi xíu rồi sáng về đi mai cho mấy đứa nghỉ một bữa mình thấy vui trong lòng vì sáng mai có thể về ngủ một giấc cho đã nhưng cũng có đôi chút hoang mang không hiểu sao nữa Tự dừng lại cho nghỉ dễ dàng như vậy Sau cái hôm được nghỉ Thì nhóm mình có vào lại Thế nhưng có điều lạ Là mấy chị trực kíp của bọn mình Kêu là không được ngủ trong phòng kho giường Với lý do là chú bảo vệ không cho Bọn mình vì sợ bị đánh giá điểm thấp Nên rất nghe lời Nhưng mình với một bạn Dù vào đó để lấy lại cái áo khoác Và cái tấm trải đất đi chỗ khác ngủ khi vào mình ngạc nhiên hơn là ở đây đã được dọn dẹp sạch hơn hôm trước và có một điều khiến cho mình cảm thấy rùng mình là ở một góc còn có một cái bình bông trái cây và một ly gạo cắm ba cây nhang cháy được một nửa rõ ràng trước đó bọn mình ngủ cả tuần không hề có chuyện này cũng tò mò nhưng mình lại không dám để ý thêm vì có chút sợ nên mình vội đi ra nhưng cũng lạ là từ hôm đó có phải chị trong khoa cứ hỏi mình là có phải tên ngọc hay không xong rồi bắt mình kể lại cái vụ nằm mơ thật sự thì khi đấy thì mình cũng khó hiểu một chút nhưng đến khi có một chị dường như không giấu được cảm xúc nghe mình kể lại thì chị ấy mới rớt nước mắt rồi bảo ôi tội nghiệp chị yến quá chắc là chị ấy còn vương vấn công việc nên mới nói vậy mình lúc đó thì mới hỏi chị yến là ai thì cái chị này mới kể đấy là một chị đồng nghiệp vì chuyện buồn gia đình nên bị u uất chị ấy uống thuốc tự tử ở nhà trọ không ai phát hiện cho đến khi người ta ngửi thấy có mùi hôi nói đến đây dường như chị ấy nhận thấy không nên kể nữa nên chỉ im lặng còn mình thì bàng hoàng luôn đồng thời còn vừa mông lung về chị yến mình lại muốn biết thêm nữa mình mới hỏi Chị ấy mất rồi, nhưng mà vẫn ở lại đây hả chị? Chị Kim mới kể. Ừ, được 3 tháng rồi. Hình như cũng gần trong ngày của chị ấy. Trước khi em vào đây, bọn chị cũng thấy hoài mà chị ấy không nhát mà chỉ toàn kêu làm hồ sơ, có bệnh nhân hay chưa. Tội lắm. Đợt đó chị ấy mất đúng vào cái mùa bảo hiểm quyết toán. Nên rất là bận. Ai cũng bù đầu nên có để ý mấy đến những người khác đâu. Nghĩ lại thì thấy hối hận lắm em ơi Thế đồng nghiệp làm chung gần 20 năm rồi Mà cứ lặng lẽ mất đi Nên bản thân lúc nào cũng cảm thấy có lỗi Giá như tụi chị nhận thấy là chị ấy có vấn đề sớm hơn Thì có lẽ mọi chuyện đã khác Lúc đấy nghe xong Mình tự dưng rơi nước mắt Không hiểu sao mình lại như vậy Thật sự mình cũng không phải là sợ Vì tự dưng thấy cuộc sống của mình Gặp nhiều điều đáng để hối hận quá mà thôi Hai từ giá như đó Sao mà cay đắng quá Chị ấy nói đoạn Rồi tươi tỉnh lại Bảo với mình Thôi bọn em đến đây kiến tập có 2 tuần Nên hôm nay cũng xong rồi Năm sau có duyên Lại đến khoa thực tập thêm 2 tháng nữa nha Rồi chị ấy chào mình Và đi làm việc tiếp Trước khi đi cũng không quên dặn Chuyện này Là nỗi buồn khổ tâm của cả khoa Chị xin em đừng kể cho bạn bè em biết vì có những chuyện sẽ ảnh hưởng không hay từ ngày đó đến nay đã qua nhiều năm mình vẫn giữ lời hứa không nhắc lại nỗi đau ấy thế nhưng đến ngày hôm nay mình quyết định kể lại câu chuyện này vì mình tin rằng những đồng nghiệp kiên cường ấy đã vững tâm để chôn vùi nỗi đau chỉ giữ lại kỷ niệm về một người đồng nghiệp tâm huyết về một người chị em không bao giờ có cơ hội nào để làm việc cùng cũng không biết mọi người có cảm nhận được cái nỗi đau âm ỉ trong chuyện này hay không Nhưng đối với mình Mọi thứ bị khơi gợi Sau khi xem clip ba người trong một gia đình Đánh và ném ghế nhiệt tình vào nhân viên y tế ở quận 8 Thật sự Dù hình phạt của pháp luật thế nào Mình cũng chỉ thấy đau lòng Bạc béo quá cho cái nghề Và cũng là cái nghiệp mà mình mang Cho đến lúc chết đi Người mang nghiệp này vẫn còn muốn đi làm Về mình thì sau một thời gian buôn ba ở đất Sài Gòn Hoa Lệ Trải qua hết bể dâu này đến điểm rừng khác Mình quyết định về lại Biên Hòa lập nghiệp Nơi đầu tiên mình thử sức là một bệnh viện nổi tiếng của Biên Hòa Nổi tiếng về nhiều thứ, không bàn về năng lực chữa trị ở đây Sự nổi tiếng đến từ việc lên báo đều đều về số ca nhảy lầu tự tử Mình nói đến đây chắc cũng có nhiều người biết đây là bệnh viện nào rồi phải không? Tiếng này không lành Nhưng đồn xa Cứ một hai tháng lại có một ca nhảy lầu Lầu 3, lầu 4, lầu 9 Thậm chí là lầu 12 Ở đó ban ngày Làm việc đông người thì không sao Tôi đến mà trực Thì cái cảm giác sống chung với cõi âm Hiện hữu rõ rệt Báo chí đưa tin thì chỉ đến Vài ba câu chữ Dần dần không biết có cách nào Báo cũng chẳng đưa tin nữa Trong số những ca nhảy lầu Bản thân mình chứng kiến 4 ca. Ám ảnh nhất là một ca nữ trung niên nhảy từ lầu 12 rơi xuống trúng nóc kính cường lực của khoa cấp cứu. Vỡ hẳn ba ô kính và tất nhiên cô đó cũng không toàn thây. Cả thân người rơi xuống đất, còn cả một cái chân vắt hẳn lên nóc do bị kính cắt ở góc háng. Khi rơi, cô ấy còn sượt trúng một chú nhân viên khoa cấp cứu khiến cho chú ấy bị bệnh lên bệnh xuống một thời gian rồi chú cũng nghỉ luôn sau mỗi lần như vậy camera tòa nhà đều ghi lại cái khoảnh khắc ấy công an điều tra cũng từ đó cô này đi bộ quanh bệnh viện cả tiếng đồng hồ sau đó đi qua đi lại một tầng rồi tay diễn tả như đang nói chuyện với ai thế sau đó là leo qua cửa sổ rồi nhảy cũng có ca đi khám bệnh với vợ rồi bảo vợ để đi mua nước Và thế là lên lầu 3 Nhảy xuống trước cửa bệnh viện Tại vị trí đó Đã có 3 nam giới Cũng bằng cách đó mà ra đi Rồi có thanh niên chạy từ Bình Dương qua Để xe lên bệnh viện Và nhảy vì trốn nợ Nói là có tâm linh Hay có vi phạm phong thủy nào đó hay không Thì chẳng biết được Nhưng lãnh đạo cũng cho bắn vít Ép chặt các cửa sổ Làm hệ thống lưới chẳng chịt khắp nơi từ giếng trời đến đệm hốc cầu thang Đủ kiểu trên đời hết mà vẫn có cách để cho họ nhảy Những lần mình trực đêm Chứng kiến không ít chuyện lạ đời Một cụ ông gần 90 tuổi Bị bí tiểu Nên người nhà mang vào nhập viện Ông ngồi được xe lăn là vui rồi Nhưng đêm hôm đó Người nhà chăm ông nằm ngủ ở dưới đất bên cạnh Thì giật mình dậy Không thấy ông đâu chạy hỏi điều dưỡng thì chị ấy bảo là không thấy. Người nhà sợ hãi chạy đi kiếm cùng với chị ấy vì chị chắc chắn là ông không thể tự đi đứng được mấy năm nay. Chạy một hồi thì mới biết được ông đang ngồi trên tầng 9. Bảo vệ và mấy người thân nhân họ tò mò vây quanh. Lúc này ông cũng không đi được mà phải bỏ xe lăn đẩy về giường. Hỏi ông thì ông nói gặp mấy thằng bạn nó rủ đi chơi. Còn mấy người đó thì kêu người nhà canh kiểu gì Ông ấy đòi nhảy lầu tự tử Cô cháu canh hôm đó Xanh cả mặt mũi Đẩy ông quay lại giường Ông ấy cứ bảo là bạn kêu đi Nên ông ấy mới đi Nhưng hôm đó chú bảo vệ kể cho mình nghe Là thấy camera tòa nhà Ghi lại ông đi đứng bình thường Thậm chí có phần nhanh nhẹn Một tay đưa về phía trước Như kiểu tư thế có người dẫn Ông còn vào thang máy Đi lên tầng 9 rồi đi lại hành lang Đưa chân leo lên mà không lưỡng nửa. Sau hôm đó Người nhà xin cho ông xuất viện Và theo mình biết là ông được chuyển qua một bệnh viện khác Để nằm giữa bệnh tiếp Còn về việc cúng cô hồn Dằm tháng 7 Mọi người nghĩ Trong bệnh viện người ta có cúng hay không Đối với ít kinh nghiệm Về bốn cái bệnh viện mình từng làm Thì bệnh viện nào cũng cúng Cúng bài bản và hoành tráng còn hơn cả cơ sở kinh doanh bên ngoài. Không chỉ lãnh đạo cao cấp mà từng khoa cũng tự cúng. Bày một bàn nép nép chỗ ít người qua lại để ý là ra cúng. Đồ cúng không thua gì bên ngoài. Có lẽ họ cũng tin tưởng. Mình có một thằng em làm chung tên là Chiến từng kể cho mình nghe câu chuyện nó bị ám ở cái bệnh viện này. Vì là con trai đất thân phú và có đạo nên nó hoàn toàn không tin chuyện ma quỷ Tất cả chuyện đấy về nó Đều có giải thích khoa học nhất có thể Chỉ có lần hôm đấy Đúng ngay tháng 7 âm lịch Tự khoa kế bên nó Ngồi trong phòng trực kể chuyện ma Kêu là dạo này trực Ngủ lại hay bị kéo chăn Rồi bị tắt bật đèn Nó cũng ngồi đó Chơi rồi buột miệng nói Ôi mấy cái ông tào lao Tưởng tượng chứ làm gì ốc chuyện này Tôi có bao giờ thấy cái gì đâu nói xong nó quay về phòng trực để ngủ lại khoa thì chia tua trực một người đi nghỉ 3 tiếng nó kể với mình là hôm đó y như rằng không phải cái bóng đèn hỏng thì cái công tắc cũng bật rồi tắt cái chăn nó trùm qua đầu thì bị kéo căng như có ai đang ghim ở dưới chân nó biết có chuyện hơi sợ nhưng mệt quá cô nhắm mắt ngủ không quan tâm thì có ai đó nằm chân cái ghế bố dơ lên rồi thả tự do một cái đùng Nó bật ngồi dậy Chạy thẳng ra khoa Mặt xanh lét cả đi Hôm đó về Nó sợ mà vẫn chưa hết Hôm sau ra trực Về nhà trọ Nó còn bị ám theo Lúc đấy nó lan ra ngủ về mệt lạ Trong lúc ngủ Nó mơ màng thấy có một con bé Tầm 5 tuổi Mặc cái đầm màu đỏ Đứng ở cửa nhìn nó chầm chầm Nó mới hỏi Em là ai? con bé không trả lời, chỉ chậm chạp cười ra, thế lúc này nó giật mình dậy, vì con bé đó cười, rồi tự dưng hóa thành một bà già xấu xí. Hôm sau đi làm, nó không dám kể cho ai nghe, nhưng lúc nào cũng thấy có luồng lạnh sau lưng. Đến sang tuần, ngủ trực nó lại thấy tiếp, nhưng lần này không bị trêu nữa, mà là cái cửa phòng trực nó đã đóng nhưng lại bị mở toang ra và có một anh thanh niên người mặc đồ rất nhách nhác đứng đó nhìn nó. nó biết là gì nên không dám lên tiếng hay là hét. đưa tay cua lấy điện thoại để gọi một anh trong khoa ra đóng cửa dùm nó. trong lúc gọi người đàn ông đó lại quay đi. vấn đề là người đó tay nắm lấy tay của đứa bé mặc đầm đỏ mà nó mơ gặp ở nhà trọ. quá hãi và tinh thần xa suốt nhưng không dám mở miệng kể cho ai. thằng chiến xin nghỉ hẳn một tuần để về quê nó về kể hết cho mẹ nó nghe và mẹ nó đã dắt đến gặp cha dòng của xứ nghe nó nói xong cha làm phép cho nó một cái vòng đeo tay và một chuỗi mân côi kêu nó hãy mang trong người và khi nào sợ hãi thì hãy nhớ đến chúa nó làm theo và từ đó không còn gặp lại hôm nó kể cho mình nghe là cách mấy tháng kể từ cái ngày đó mà mình vẫn thấy nó đeo cái vòng tay và sợi dây chuyền có hình thành giá. Nó kêu là phòng cho em giờ chỗ mân côi treo ở cửa với cả treo hình đức mẹ nữa. Nhưng cũng không lâu, thằng chiến xin nghỉ việc luôn và ra ngoài làm phòng khám tư. Nó cũng chẳng giải thích gì thêm, nhưng nó nghỉ rất gấp. Mình cũng nói luôn là vì bệnh viện này mới có đây, chứ cũng không phải là cũ. Về phần bệnh viện cũ thì còn ghê sợ hơn thậm chí có một thời gian khi rời qua bệnh viện mới thì bệnh viện cũ bỏ hoang những anh youtuber có ghé vào ban đêm để cầu cơ còn nguồn đất của bệnh viện mới trước đây là một trang trại nuôi gà rất lớn và đất đó cũng giáp danh với những khu bao gồm nghĩa trang công giáo và nhà thờ vì đó là nơi mình đã lớn lên nên mình cũng biết được những điều này nhiều người làm lâu năm cũng kể rằng lúc xây tòa nhà bệnh viện cũng có xảy ra mấy vụ tai nạn lao động chết người nhưng mọi việc lại đi vào quyền lãng nói chung bài học sương máu sau thời gian buôn ba ở mấy cái biện viện đó chính là hãy tin tưởng và đừng bao giờ vạ miệng cho dù mọi người có tin hay không thì cũng đừng thốt lên những lời nào dù là cố ý hay không bởi vì họ luôn ở quanh ta cũng tồn tại song song sau khi tốt nghiệp ra trường thì cũng giống như bao người khác mình lao đầu vào xin việc vì gia đình bình thường cũng không quen biết nên tất cả đều dựa vào thực lực và sự may mắn mà số phận mình từ bé đến lớn đã không hưởng được nhiều điều xuân sẻ trong lúc chờ lấy bằng tốt nghiệp chính thức mình có xin đi làm việc tạm thời mình xin vào làm tại một phòng khám chuyên sản có tiếng ở quận tân bình mà phòng khám sản thì mọi người hiểu rồi đó một ngày ở đó gần như lúc nào cũng có ca phá thai. Thai lớn thai nhỏ, đủ thứ. Đối với những thai dưới 9 tuần, bác sĩ sẽ kê toa là UTNK, tức là uống thuốc nội khoa để cho em bé tự mất đi và trôi tụt giống như một chu kỳ kinh nguyệt bình thường. Còn đối với mấy ca hơn 9 tuần, thậm chí có hình hài, biết trai hay gái, nhưng người mẹ vẫn có ngàn vạn lý do để bỏ thì phải thực hiện phẫu thuật bằng cách nào hút lần đầu đi làm chính thức mình thực sự hoảng hốt vì chưa có gia đình và cũng chưa hình dung ra được cái sự khắc nghiệt đồng thời cũng là mặt trái của cái nghề này lần nào cũng có người vào đăng ký đình chỉ thai là một lần mình tự mang cảm giác mình là tội đồ mình chỉ đứng bên cạnh và giúp việc cho bác sĩ đánh đơn thuốc chuẩn bị dụng cụ cho bác sĩ nhưng ngày nào đi làm về mình cũng không ngủ được yên giấc dần dần mình quen việc hơn và có tìm cách tiếp xúc riêng với một số chị bệnh nhân khi có cơ hội mình năn nỉ họ và gần như van xin họ hãy suy nghĩ kỹ có người còn chửi vào mặt mình là bao đồng có người còn dọa đòi tát mình vì mình cắt nghĩa tội lỗi nhưng cũng an ủi lắm khi có chị rơi nước mắt và quay về thực sự lúc đó mình cần tiền để trang trải cứ mỗi ca phẫu thuật đình chỉ thai Là cả mình và bác sĩ Đều được phòng khám đó trả hoa hồng Nhưng mình lại sợ ác mộng Mấy ca uống thuốc mất Thì mình không biết Nhưng cũng thấy đau lòng Còn mấy ca nạo thì đêm đó y như rằng Mình lạc trong cơn mộng mị Tối ngủ nghe thấy tiếng khóc Ngủ trưa tại phòng khám Cũng nghe Những tiếng khóc oe oe Và thét lên như đau đớn Nghe rất sắc ruột mà mình kể ra thì không ai tin. Bác sĩ còn bảo là để cho giám đốc phòng khám biết thì mình sẽ bị đuổi việc. Mình lúc đó cũng sợ bị mất việc nên cứ lặng lẽ làm việc. Có thể nhiều người không tin mình khi đọc câu chuyện này, nhưng mình có một cuốn sổ tay, trong đó còn ghi rõ ngày tháng năm và số ca nạo hút thai mà mình biết được. Mình tự đặt tên cho từng ca một, lấy họ của mình. Mình nguyện xem tụi nó là con của mình. Giờ mất mình cũng nhắm chừng và ghi luôn Tối nào đi làm về Mình đều ghi lại Bạn cùng Khoa nhìn vào bảo Mày làm vậy càng khiến cho mày ám ảnh hơn thôi Nhưng đối với mình Đó là cách duy nhất để có thể giảm bớt tội lỗi Cứ bao nhiêu ca Là mình sẽ thức đọc kinh Chú Đại Bi bấy nhiêu biến Kinh vãn xanh bấy nhiêu lần Nhiều đêm mình thức đến 12 giờ đêm Cũng không xong nổi Vì danh sách quá dài còn bạn thấy vậy Chịu cũng không nổi Nó cũng mắt nhắm mắt mở Rồi đọc phụ mình Mình còn nguyện tất cả những đứa bé đó Sẽ là con của mình kiếp này Để nó có chỗ nương tựa Theo nghe kinh sớm đầu thai Chuyển kiếp khác tốt hơn Có ca mà mình ám ảnh nhất Và có lẽ đến giờ Đôi lúc gặp chuyện buồn trong lòng Tối ngủ mình vẫn gặp con Đứa con mang mối lương duyên Từ vô lượng kiếp thì phải đó là một thằng bé tội nghiệp Mẹ nó mang nó Được 16 tuần mấy ngày Vì giận chồng có vợ bé Nên chị ta quyết bỏ nó Hôm đó đứng thấy bác sĩ gấp nó ra Từng khúc từng khúc Mà mình nhòe cả mắt Phải nói là tinh thần dáng trụ lại vì tiền của mình Cũng từ đó mà không còn chút nào Lúc đó gần hết giờ làm Mình dí theo chị hộ lý Xin nó lại Tất nhiên là chị không cho Chị bảo là không được phép làm vậy mình van xin một hồi Thì chị ấy cũng siêu lòng và bảo Coi như chị không biết gì nha Lúc đó không hiểu sao mình lại làm vậy Mình bỏ con vào mấy túi ni lông vàng Rồi treo ở xe Lúc đấy mình đau Và cảm giác đau đớn như ai đâm mình Có lẽ như có sự nghiệp duyên nào đó với thằng bé này Cứ thế Mình chở nó đi Đi hoài mà chẳng biết đi đâu Không dám về phòng Sợ con bạn nó chửi Đến gần 9 giờ tối mình không biết tổ chức thiện nguyện chôn thai nhi nào cả. Chỉ muốn mang nó đi chôn mà không biết làm sao. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào. Mình chạy đến cổng sau bệnh viện Nhi Đồng 2. Mình đứng lại đó một hồi. Có chú xe ôm mới hỏi mình, là hỏi đường à? Mình bảo là không phải. Mình đá chống xe ngồi biệt xuống vỉa hè. Vừa mệt vừa thương nó nhưng bất lực. Chú xe ôm mới hỏi tiếp. Gái có sao không? Mày bị sao hả? mình bất lực rồi nói thật với chú ấy về cái túi màu vàng treo ở xe trái với suy nghĩ của mình về cách tiếp nhận câu chuyện của chú chú bình thản như quá quen với mấy vụ này chú gật đầu rồi kêu mày không nói sớm kia kìa thấy cái túi treo trên cái cây bựa đó không bỏ vào đó khuya sẽ có người tình nguyện đến lấy rồi gói kỹ lắm mang đi chuẩn cất cả tụi nó cũng sinh viên làm thiện nguyện không à chứ cũng không lấy của ai đồng bạc cứ yên tâm đi chú nói như thuyết phục mình giao con của mình cho các bạn ấy còn mình thì như đang đuối nước gặp được người quăng phao mình liền lại thử thì còn đau lòng hơn mình tưởng cái bao to như túi đi siêu thị được treo cẩn thận trên một cây đinh được đóng giữa thân cây trên đó có ghi túi đựng thai nhi xin đừng lấy mọi người có biết không mình đưa tay mở miệng bao ra Cảm giác được bên trong Không chỉ có hai ba túi nhỏ đâu ạ à. Mình nhẹ nhàng bỏ con vào trong Và con nói Người con về nơi bình yên nhất Nếu con đến kiếp sau Thì hãy mạnh khỏe và thật ngoan nha Nguyễn Bình Yên Rồi mình rời đi trong ánh mắt rèm pha Của một số người xung quanh Có lẽ họ nghĩ À mà họ nghĩ gì Cũng đâu còn quan trọng nữa đâu mình chậm chậm đi về chỗ trọ mà lòng nặng trĩu cũng không hiểu tại sao mình lại chạy đến bệnh viện nhi mà lại phải chạy đến đúng chỗ có khả năng chôn cất cho con có lẽ là do con có linh tính biết mình đang bế tắc không biết làm sao nên dẫn đường mình tin là như vậy bởi vì nếu để yên ở phòng khám thì con cũng chỉ là rác thải y tế mà thôi tối về phòng trọ mình không dám kể chuyện này cho con bạn nó sẽ sợ hãi mình mất hôm đấy mình cũng suy nghĩ nhiều về cái túi đó thế rồi chuyện gì đến cũng phải đến mình xin nghỉ việc ở cái chỗ phòng khám đấy mà nói chính xác hơn là mình bị đuổi việc bởi vì mình không có năng lực dẫn bệnh cho phòng khám bệnh nhân mình dẫn một hồi họ khóc rồi bỏ về luôn còn mấy trường hợp mình bị chửi vào mặt và họ mách bác sĩ một hai lần đầu thì bác sĩ nhắc mình thôi nhưng nhiều thì bác sĩ cũng phải báo cáo và thế là mình ra đi khỏi chỗ đó chưa tròn 3 tháng. Mình nhẹ lòng hẳn mọi người ạ. Lần đầu tiên đi làm công việc chuyên môn mà đã bị đuổi. Nhưng mình lại rất vui và cuối cùng mình có thể thoát ra được khỏi sự dằn vặt trong mỗi giấc ngủ. Mình có tổng kết quyển sổ danh sách những đứa bé vô tội thì lên đến con số 378. Đó chỉ là một khoảng nhỏ thời gian làm việc kiếp trực của mình. Tại cái phòng khám đây thôi Một con số không thể nói lên lời Sau khi nghề việc ở đó Mọi việc của mình dường như thuận lợi hơn Mình lấy được bằng tốt nghiệp Và xin vào được Một bệnh viện tư khá lớn Nằm trên trục đường cắt với đường Quang Trung Quận Gò Vấp Cứ hàng tháng ngày rằm Mình lại đến chùa Cầm theo danh sách đó Ngồi nghe thầy đọc kinh Và sau đó Mình sẽ đọc tên tất cả các con Cầu mong các con sẽ có chốn an yên khác để về Và phòng khám sản đối với mình Là một ký ức không gì kinh khủng hơn 22 tuổi Nhiều lần nếm mùi cay đắng của xã hội Nhưng đó là lần mình cảm thấy đau đớn nhất Bởi những câu nói của bác sĩ làm chung Mình không có sự lựa chọn đâu Vì em mới vào nghề Rồi em cũng sẽ chai sạn đi thôi Sẽ không còn cảm xúc nữa đây cũng chính là một phần của công việc. Chị nghĩ làm nghề này vài năm nữa, chị cũng sẽ nghỉ luôn, không làm. Còn giám đốc phòng khám đó, còn nói với mình lúc mình thôi việc như thế này. Em có đi đến phòng khám nào có khoa sản thì cũng sẽ gặp thôi, thậm chí còn nhiều hơn nữa, nên hãy tỉnh táo lại. Những câu nói thật đến đau lòng và có thể bóp nghẹt lòng nhiệt huyết của một đứa mới vào nghề sau cùng mình cũng chỉ muốn nhắn gửi tới các anh các chị một câu này vì cái nghề cái nghiệp mà bác sĩ không thể lựa chọn nhưng mọi người thì khác mọi người đều có quyền giữ gìn hoặc bỏ đi một sinh mạng đáng lẽ ra nên được tồn tại như chính mọi người bây giờ cảm giác đó sẽ ra sao nếu như mọi người biết rằng mình từng là một sinh linh mà bố mẹ mình đã cố gắng bỏ đi Kể tiếp là câu chuyện của một bạn Có tên là Nguyễn Công Trứ Chuyện được chia sẻ vào năm 2020 Đây là câu chuyện về bệnh viện Hùng Vương Vào dịp Tết nguyên đán mới đây Chị ba mình sinh Mọi chuyện đều diễn ra xuân sẻ Và ai cũng rất mừng Vì hai mẹ con rất khỏe mạnh Bình an Mẹ và bé được chuyển lên phòng hồi sức Mình vào thăm nhưng chỉ được lăn lê chờ ngoài hành lang khu hồi sức bệnh viện, chờ cùng với chị Tư. Mình thì là người nặng bóng vía, vừa mới lên khu hồi sức ở tầng 2, mình đã thấy rất khó chịu trong người, đầu thì choáng. Sau này hỏi thì bà chị Tư cũng tương tự như mình. Tới tận 11 giờ đêm, chị ba mình được sắp xếp lên phòng ở dãy A. Chồng chị ba có xin cô y tá sắp xếp cho vào phòng hai người để tiện chăm sóc cho chị ba tính mình thì hay để ý xung quanh tất cả các phòng đều năm sản phụ riêng phòng mình thì hai giường nhưng bên ngoài chỉ dán một số phòng thì sạch sẽ thoáng và khá yên tĩnh nhưng khi bước vào phòng mình thấy rất khó chịu trong người lúc đó mình về và giao ca cho anh chồng chị ba cùng mẹ chồng chị chăm sóc chị sáng hôm sau chị tư và mình vào thăm mọi thứ vẫn bình thường Tới trưa thì em bé khóc Chị Tư bồng em bé Bé nói yên thì tự dưng nhìn sang một bên Chị thấy lạ Nên nhìn vào bọng mắt của bé Thì thấy có bóng của một người đàn ông Chị giữ mắt nhìn lại Thì vẫn thấy Giả vờ như không có chuyện gì Chị ám em bé quay sang hướng khác Thì không thấy nữa Đêm đó chị bà không ngủ được Cứ nghe thấy bên tai có ai đó thì thầm Bằng một thứ tiếng gì đó Kỳ quái không hiểu được Mở mắt ra thì không có gì Sợ nên chị nhắm mắt làm ngơ cho qua Từ tới đó cho đến lúc về Đêm nào cũng vậy Sáng ngày thứ ba Kể từ ngày sinh Mình vào thăm thì nghe là mẹ chồng của chị ba Cũng thấy y như lời chị tư kể Mình sợ Nên về nhà Lấy cái miếng da trâu phơi khô Lót đầu nằm cho bé Chồng chị ba cũng lấy cái cọng lông đuôi voi Để rơi gối chị ba nhưng chẳng ăn thua cứ tối tới là tần suất em bé quấy lại tăng lên ban ngày ngoan lắm nhưng ban đêm thì lại quấy thành ra hai ba đêm không ai ngủ được chiều tối ngày thứ tư thì được xuất viện nhẹ nhõm hẳn mọi thứ xong xuôi mọi người bắt taxi cho mẹ và bé về còn mình chở đồ đạc linh tinh bỗng một hồi không tìm được chìa khóa mà mình nhớ là để ngay trên giường hiểu chuyện nên mình nhắm mắt tay thì niệm lại ông bà ngự ở đây mấy bữa nay con ở nhờ mà không biết mong ông bà tha tội ông bà cho con xin cái chìa khóa xe để về nhà thế rồi lúc mở mắt ra chùm chìa khóa nằm ngay trên giường lúc đấy da cả mình nổi nhiều hơn cả muộn mọi người ạ nên mình lấy chìa khóa và chuẩn lẹ luôn lúc hỏi cô lao công thì cô ấy mới hỏi lại Mấy bữa nay có nằm ở cái giường không trải đờ ráp hay không Mình bảo là có Thì cô ấy mới kể Thế thì đúng rồi Giường đó của người ta mà Bệnh viện mà con Mình đứng hình mất 5 giây Rồi chào cô đi không hỏi gì nữa Một câu chuyện khác của bạn có facebook Là Bi ơi đừng sợ Chuyện được kể vào tháng 1 năm 2021 Ngày mình vào khu cách ly Là chiều ngày 24 tháng 12 Mình thì cách ly ở bệnh viện Hai ngày đầu Mình không cảm thấy gì cả Rồi tới ngày thứ ba Thì có những hiện tượng như là ban đêm Mình nghe thấy có tiếng xoẹt xoẹt Như ai đang lếch xép đi ngoài hành lang cửa sổ Mình lúc đấy thì nằm sát với cửa sổ Nhìn ra thì không thấy ai hết Đến một lúc sau Thì mình nhìn thấy trước cửa chính Có bóng người lướt qua Lúc đó mình nghĩ chắc là do mình nhìn điện thoại lâu Nên nghĩ là do trói mắt Với lại đã hơn 2 giờ rồi Thì nghĩ làm gì có ai đi ngoài hành lang nữa Nên lúc đấy mình cũng không bận tâm lắm Đúng lúc đó Mình buồn đi vệ sinh Nên cũng tiện thử ra xem thử Mình ra nhìn qua lại Thì không thấy ai Cho đến khi vào khu vệ sinh Thì thấy có một người đàn ông cứ đứng trước gương nhìn vào đó cười cười Làm cho mình giật bắn người mình cũng kệ họ, đi vào vệ sinh và nghĩ cũng lạ là giờ thì sao lại có người cứ đứng đó soi gương. Chắc là họ có vấn đề. Mình cũng chẳng bận tâm, xong xuôi thì về phòng ngủ. Qua đến đêm ngày thứ tư, mình lại nghe thấy có tiếng như ai cầm cái bình sơn xịt lắc ở ngoài hành lang. Mình nhìn ra cũng chẳng thấy gì. Rồi tiếp đó là những tiếng bịch bịch, như kiểu có cái gì rơi nhưng chậm lắm, liên tục như vậy. Mình lại nhìn ra và kết quả không thay đổi. Cho tới đêm khuya ngày thứ năm, mình vào đây ngủ muộn, toàn 3, 4 giờ sáng mới ngủ. Xong rồi lúc đó mình đi vệ sinh thì lại thấy một người đàn ông đang đứng hút thuốc cũng ở trong cái khu vệ sinh đó. Lạ một điều là người này lại đứng quay mặt vào tường, xoay lưng ra ngoài để hút thuốc. Mình ban đầu cũng không quan tâm, nhưng mình kéo dây kéo chuẩn bị đi vệ sinh, quay ra thì chẳng thấy cái người đó đâu. Thế là mình không kịp kéo dây, liền kéo luôn luôn rồi chạy ra tìm xem nhưng vẫn chẳng thấy. Trong khi đó, từ lúc mình vào cho đến lúc chuẩn bị đi vệ sinh thì chưa tới 3 giây mà người đó đã mất tích. Mình chạy tìm quanh không có, nên thôi vào đi vệ sinh và về phòng ngủ. Còn có những hiện tượng như thằng cô em ở cùng khu cách ly với mình Đêm tự nhiên nó ngồi dậy Nói nhảm gì đó không biết Mình cũng có nói và kể chuyện này cho một người bạn Thì người đó cũng nói là mình thấy ma Nhưng ma làm sao lại có bóng trong gương Bạn mình mới nói Thử lấy điện thoại chụp ngoài cửa sổ xem thử có gì không Mình cũng thử quay và chụp hai đêm liền Mà không thấy có gì lạ Cho đến khuya hôm kia Lúc đó cũng hơn 3 giờ rồi Mình nhìn ra ngoài thì thấy cái cây bàng không có gió cứ rung rung, mình lại nghĩ do có con gì ở trên cây. Cho đến lúc mình vô tình chụp được một tấm hình và thấy được có một cái bóng hình người đang đứng nhưng có thể nhìn xuyên qua được. Khi nghe cái câu chuyện này thì một bạn có Facebook là Lê Thị Ngọc Anh có kể ngắn một lần mà bạn ấy bị ám ảnh đó là một câu chuyện về 10 ngày nằm viện của người yêu bạn ấy ở bệnh viện Lê Lợi Vũng Tàu. Nằm viện tháng 2 năm 2018. Đó là những ngày rất ám ảnh. Bởi vì bạn ấy thấy trước mắt và thực tế. Đêm nào bên phía cái khu giải thể cũng có một người mặc đồ y tá đẩy xe phát cơm cháo cho bệnh nhân. Mà lúc đẩy thì nghe thấy những tiếng leng keng rất là ám ảnh. Đẩy từ 1 giờ đến 4 giờ sáng mới mất tích Lúc đó Thì bạn này thấy Đấy đúng là một bộ đồ y tá nữ Nhưng không thấy được mặt Và cái khu đó thì lại là khu giải thể Chỉ mở đèn chứ không hề có bệnh nhân Hay ai ở bên đó Và đó cũng là khu rất là cũ Đợt đấy Tối nào cũng thấy Những ngày đầu thì ám ảnh lắm Mấy ngày sau thì dáng mà ngủ Vì thật sự là rất đuối sức Đúng là bệnh viện có nhiều thứ Mà chỉ đến khi nhìn thấy mới có thể tin được Kế tiếp là câu chuyện của bạn có Facebook là Song Ji. Chuyện được kể vào tháng 12 năm 2020 Gần chục năm về trước Ông ngoại mình bị bệnh Phải nằm ở bệnh viện Và cái bệnh viện mới này Thì được xây nằm tít ở phía trong Sau này mới được kể Là bệnh viện xây trên nghĩa địa của người dân tộc hồi xưa Bạn nào ở Hàm Tân, Bình Thuận thì sẽ biết Mình canh ông ban ngày Tới chiều tối Mẹ mình vô thay Tầm 5 ba 30 thì mình về Lúc đó trời bắt đầu tối dần Vừa ra khỏi bệnh viện Mình thấy có một bà già Cầm theo một túi đèn cầy Bước từng bước mà mình nhầm Chắc là khoảng 10 giây Bà mới đi được một hai bước chân của người bình thường Mình có thấy và cảm thấy thương bà Hướng bà đi về nhà Lại ngửa về hướng ra đường lớn Tít ra sau bệnh viện tối om Mình mới dừng xe và hỏi Bà ơi Con chở bà về nha Bà dừng lại ngước đầu nhìn mình Rồi tiến về phía mình Hai người ở hai bên đường Vừa đi bà có hỏi Con từ đâu tới Lúc đó Nghe xong cái câu đấy Tự dưng mình bị choáng trời vẫn còn sáng mà như kiểu sầm đen trong tích tắc cả người mình bị rơi vào trạng thái lưng lưng không biết gì mình hoảng quá dồ xe máy rồi chạy đi mà lúc đấy cũng không nhìn thấy gì cả cứ thấy đen thui chạy thẳng tới xa xa thì mới thấy mờ mờ và suýt chút nữa thì tông vào cái xe tải đang đi ngoài đường lớn lúc đấy mới hoàn hồn về tới nhà kể thì mợ mình bảo là đã gặp ma tới tận bây giờ mình vẫn không biết là mình gặp ma hay là gặp phải bùa Có khi còn nghĩ là nếu lúc đó không chạy đi thì liệu có bị gì hay không Một bạn khác có Facebook là Lan Anh có chia sẻ một câu chuyện xảy ra vào ngày 25 tháng 9 năm 2023 Hôm đấy, con trai mình bị xe ô tô đâm Phải đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa Khoa Bãi Cháy, Quảng Ninh Đêm hôm đó chỉ nằm ở trong phòng cấp cứu Tới hôm sau thì được chuyển lên khoa điều trị Thuộc tầng 4 của nhà C Khoa có 9 giường 9 bệnh nhân Vừa chật trội người nhà trông coi Ban đêm có bệnh nhân nào về Thì giường trống đó còn chỗ mà ngủ Chứ ban ngày thì phòng kín người Không có chỗ mà ngồi Con mình thì bị dập gan độ 3 Bụng kêu đau Thấy chuyện như vậy Mình mới xin bác sĩ là cho phòng yêu cầu Bác sĩ bảo là tòa C đã hết phòng yêu cầu Cho xuống nhà G Lúc đấy con bị đau Với lại đã trông mấy hôm nay Mình cũng mệt muốn có chỗ nghỉ ngơi Đắt một chút cũng ok Đến chiều ngày hôm đấy là 28 tháng 9 Tức là ngày 14 tháng 8 âm lịch Mình mới gói ghém đồ đạc Đi cùng với các bạn điều dưỡng Các bạn ấy thì đẩy giường cho con Mình thì xách theo đồ đạc Đi từ căng tin xuống khu nhà G cảm giác vừa vắng rồi thấy nổi hết cả da gà. Mình chỉ tự trấn an cho rằng hôm nay mưa lạnh chứ có gì đâu. Lên tới tầng 9 nhà G thì lúc đấy là rất vắng. Bởi tòa nhà này là khu chuyên điều trị ung biếu. Đêm hôm đó mình thức muộn và hay xem mạng đọc truyện để cho mắt díu vào cho dễ ngủ. Lúc đấy là khoảng 1 2 giờ đêm rồi mọi người ạ. Thế rồi, đang thiêu thiêu thì nghe thấy có ba bốn người tầm trung tuổi Cứ xì xào nói chuyện bên tai Như kiểu buôn giờ lê Giật mình mở mắt ra thì lại hết Cơn buồn ngủ kéo tới Mình lại nhắm mắt lại ngủ tiếp Thì các bà các cô lại nói chuyện như đi chợ Lúc đấy mình nghĩ là vong ma nói chuyện rồi Vì hôm đó là 14 hôm rằm Người mình run bẩn bật Quay sang con trai Gọi nó đang ngủ mê Mồm cứ u ớ Mình mới gọi Cô ơi thì nó tỉnh, nó bảo là mẹ gọi con gì đấy. Mình bảo: "Sao mày ngủ mà cứ mê sảng ùa thế, có mơ gì không?" Nó bảo là con mơ thấy có người đuổi. Mình mới thấy là không ổn, thế là lấy điện thoại vào YouTube, mở niệm Phật tới sáng khỏi ngủ luôn. Sáng ra cũng kể mấy bạn y tá gặp chuyện như thế. Các bạn ấy bảo: "Trực có thấy gì đâu, hay là chị mệt bị ảo giác?" Mình bảo làm gì ảo giác mà lại bị mấy lần. Các bạn cố chân an mình Chứ thực ra trong bệnh viện thiếu gì mà Nhiều người mất trong bệnh viện Các phong hồn chưa siêu thoát Quanh quẩn 14, 15, 30, mùng 1 âm Có mà đầy Câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc tập nhân chứng sống ngày hôm nay Nếu các bạn thấy hay Đừng quên ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ MC Xin cảm ơn các bạn Và hẹn gặp lại các bạn Trong những tập tiếp theo của series Nhân chứng sống